Hôm nay tại nông trại Việt Phi Farm của Linh Philip nhận được một vinh dự lớn khi được đoàn truyền hình quốc phòng Việt Nam ghé thăm nhân chuyến công tác tại Angola. Dự án thử nghiệm trồng lúa nước Việt Nam tại châu Phi do Linh Philip và team châu Phi thực hiện. Dự án này đã mang đến một màu xanh hy vọng cho người dân bản làng miền núi nơi đây, mở ra cánh cửa cho một cuộc sống ấm no trong tương lai. Đã làm cho đoàn công tác không thể bỏ qua khoảnh khắc này. Nhìn những cánh đồng lúa xanh mướt, những bông lúa vươn mình đón nắng, đung đưa trong gió. Đoàn công tác có thể cảm nhận được sự nỗ lực phi thường của Linh Philip cùng người dân bản địa. Họ đã dốc hết sức mình cho dự án, từ khâu chọn giống, gieo trồng, chăm sóc cho đến ngày hôm nay. Nhìn những bông lúa đầu tiên xuất hiện tại đất trời châu Phi này, ai nấy cũng rất vui mừng, đó cũng là thành quả lao động xứng đáng mà họ đã bỏ ra hơn 2 tháng qua. Đoàn đài truyền hình quốc phòng không khỏi ngạc nhiên bởi dự án trồng lúa nước không chỉ mang lại nguồn lương thực dồi dào cho người dân mà còn là một minh chứng cho sự kết nối.